chữ úa a. Đích thẳng lên hả? Ok, cho mày nợ luôn. Sau này về làm chị dâu là sau này lấy một phát làm vợ hai là hết nợ luôn. À giờ anh cứ lấy về thôi không phải trả nợ. Đúng rồi. Nợ cứ nợ đi, khi nào cứ lấy một phát là hết nợ luôn. Cô gái xinh đẹp ơi, sao tóc của em bù xù thế? Vớ tóc của em lên. Thế. Thế có phải xinh không? Có phải đẹp không? Chị kia nhìn xinh à? Chị kia nhìn xinh à? Mặc quần áo mơ quý. Lấy đi anh chị ơi, em ơi. Nếu mà Ninh vuốt tóc của Ninh lên nữa thì tuyệt vời luôn. Hello, chỗ này của chị à? Em bên cửa mà chị em. Đẹp không quay thì đẹp để làm gì đúng không? Chị ơi, được chị kia xinh ấy. Chị kia xinh. Ui xinh quá. Lấy xấu xấu nhưng mà mặc bộ đấy xinh hơn nhỉ? Nhiều. Thật luôn. Mặc bộ đỏ đẹp, đẹp hơn em ạ. Em này có chồng chưa? Hai con rồi mà vẫn xinh thế nhỉ? Đẹp đấy. Cao to như em mới mặc bộ đấy đẹp đấy. Em mày về làm rể Thành đi, Thành mua bộ đấy cho luôn. Em về luôn. Về luôn. Mua đi Thành. Về làm rể Thành luôn. Thành nó không biết chụp ảnh như kiểu của em rồi. Thành nó không biết chụp ảnh như em rồi. Tại sao mà em chụp được chân dài thế mà Thành chụp nó không dài? Hôm nay mình gặp toàn gái xinh kia, kia cũng xinh kìa. Xem mà. Em phải thử xoay một vòng xem mà. Em thử xoay một vòng mà. Xoay lại nào, xoay lại nào. Xoay lại một vòng rồi em. Xoay một vòng. Ui. Mà em có phải là cô gái mùa mông không ấy, sao mà vào xinh nhất? Mông à? Em có thể giới thiệu cho anh một chút về bộ quần áo em đang mặc không? Đang có một chàng trai đang đây là anh trai hay là em trai đấy? Đây là em trai. À, em trai. Chụp đi. Lấy em lấy cái của bạn ấy chụp đi. Ê, Ninh à Ninh.
Ninh với Dung hai đứa đứng dậy anh chụp tấm ảnh đây. Không không sao, quay quay mà quay sang đây. Anh chụp tấm ảnh đi. Dung ơi, Dung ơi đứng ra bên này này Dung. Đứng sang đây để anh chụp tấm ảnh đã. Cười nhá. Chào dán nhá. Cười nào, một. Cười nào, một, hai. Ok. Đi đâu? À, thế á? Ôi, ở bên đấy rồi. Đi không rủ thì chẳng thế em chứ nữa. Đi rồi. Chụp được rồi. Mặt bộ này đi ra ngoài chợ là họ kéo đấy. Hả? Anh quay mà. Thế bỏ ra đi đi. Rồi đấy. Mặt bộ này mà ra chợ là bị họ kéo luôn.